Tiếp tục với những tin tức khác, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có thư khen gửi Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì phối hợp với công an 18 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức đấu tranh chuyên án, triệt xóa hai hội nhóm kín trên không gian mạng hoạt động mua bán vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ với quy mô lớn, bắt giữ 37 đối tượng, thu giữ 65 khẩu súng, 8.668 viên đạn, gần 1.000 linh kiện súng các loại, 4 quả lựu đạn cùng nhiều tài liệu vật chứng khác. Nội dung thư khen nêu rõ, đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao, sự sắc bén về nghiệp vụ của Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị địa phương trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đối với việc nhận diện tội phạm mua bán vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Kết quả đấu tranh chuyên án đã phản ánh sự hiệp đồng tác chiến tích cực giữa công an các địa phương, góp phần răn đe phòng ngừa tội phạm có tổ chức, liên tỉnh, ổn định tình hình an ninh trật tự, củng cố niềm tin của người dân đối với lực lượng công an. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc nhiệt thành biểu dương thành tích của các đơn vị cá nhân, đề nghị Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp với các đơn vị địa phương liên quan khẩn trương điều tra, mở rộng vụ án, củng cố tài liệu chứng cứ, đề nghị truy tố đối tượng theo quy định của pháp luật, phát huy kết quả đạt được, lập nhiều chiến công thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu. Vận chuyển một số lượng lớn ma túy từ Quế Phong, Nghệ An với ý định đưa ra các tỉnh thành phố phía Bắc tiêu thụ. Tuy nhiên, khi chưa kịp rời địa bàn, Lương Đức Nguyên trú tại thành phố Thái Nguyên đã bị công an thị xã Thái Hòa của tỉnh Nghệ An đón lõng bắt giữ. Tại hiện trường, lực lượng công an đã phát hiện thu giữ 6 bánh heroin với trọng lượng hơn 2 kg, 6.000 viên ma túy tổng hợp và một con dao nhọn. Tại cơ quan công an, bước đầu Lương Đức Nguyên thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Còn vào trước đó, vào lúc 20 giờ 45 phút ngày 31 tháng 5 tại khu vực bản Ham Song 1, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, công an huyện Nậm Pồ cũng đã bắt quả tang một đối tượng tên Mùa A Hồ đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Cụ thể, công an huyện Nậm Pồ đã chủ trì phối hợp với đồn biên phòng Nà Bủng phá thành công chuyên án bắt quả tang Mùa A Hồ, sinh năm 1968 trú tại bản Trên Nương, xã Nà Bủng, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên khi đang vận chuyển 1.200 viên ma túy tổng hợp với trọng lượng là 115,65 gram. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Nậm Pồ đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Tiếp nhận giải quyết nguồn tin có dấu hiệu của tội phạm cướp tài sản, Công an huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng đã nhanh chóng bắt giữ 3 đối tượng cùng trú tại huyện Cù Lao Dung. Cả 3 đã cùng nhau thực hiện vụ cướp 10 triệu đồng và một chiếc nhẫn vàng của một người đàn ông ngoại quốc. Vào đêm ngày 23 tháng 5 trên tuyến tỉnh lộ 993B, Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Ngọc Diệp và Lữ Bữ Khoa khi đi trên hai xe mô tô rượt đuổi, ép xe nạn nhân vào lề đường rồi dùng súng uy hiếp cướp tài sản, sau đó nhanh chóng tẩu thoát. Vào sáng ngày 1 tháng 6, lực lượng công an đã bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ tang vật 2 cây súng ngắn, 12 vỏ đạn, 10 viên đạn chì, 1 cây dao tự chế, 2 xe mô tô, 3 điện thoại di động, 1 chiếc nhẫn bằng kim loại màu trắng là nhẫn cướp được của nạn nhân, cùng một số tang vật có liên quan. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang vừa thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thành Hậu, Lê Phú Quý, Nguyễn Thanh Hà, Nguyễn Văn Thanh và Võ Khánh Di về hành vi cố ý gây thương tích. Cả 4 bị can đều trú tại tỉnh An Giang. Quá trình điều tra xác định khoảng 23 giờ ngày 14 tháng 6 năm 2023, trong lúc Hậu cùng Di, Thanh và Quý nhậu tại quán Hiếu Mập thuộc ấp Mỹ Khánh 2, xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Mai Hoàn Dũ. Hậu quả đánh nhau với nhóm của Dũ thì cả nhóm đồng ý. Một lúc sau thì nhóm của Hậu cầm dao và ghế rượt đuổi chém nhóm của Dũ. Trong lúc bỏ chạy thì Dũ bị té ngã. Nhóm của Hậu đã tiến đến chém và đánh nhiều cái vào người của Dũ rồi cả nhóm bỏ về. Dũ được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh An Giang cấp cứu với kết quả giám định pháp y về tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể là 46%. Tại thành phố Hồ Chí Minh, công an phường Bến Thành, quận Nhất phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra một quán cà phê có hình thức kinh doanh cà phê hẹn hò làm theo kiểu giấu mặt. Cụ thể là quán Mina Dating Cafe nằm tại tầng 7 của một tòa nhà trên đường Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh.
Theo một số bài đăng trên mạng xã hội, quán cà phê nói trên chia làm hai dạng phòng gồm phòng đen dành cho nam và phòng trắng dành cho nữ. Hai bên không nhìn thấy nhau và trò chuyện với nhau 5 phút để quyết định có ghép đôi hay không. Khách hàng nữ vào quán được miễn phí vào cửa, miễn phí nước uống. Quán chủ yếu nhắm đến khách hàng nam là người thanh toán. Thời điểm lực lượng chức năng có mặt tại quán không có khách, chỉ có người đại diện, 3 nhân viên và 1 người nước ngoài. Ghi nhận thực tế, quán có 2 phòng lớn là phòng đen và phòng trắng, sử dụng gương một chiều và có cách bài trí đúng như các bài viết trên mạng xã hội mô tả. Ngoài ra, trong quán còn có 4 phòng nhỏ, dạng 1,5m² một phòng, dùng cho các cặp nam nữ khi có quyết định ghép đôi. Sau khi làm việc với đại diện quán, cơ quan chức năng đã lập biên bản, mời những người có liên quan về trụ sở để tiếp tục làm rõ xử lý. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang vừa tiến hành khởi tố bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Quốc Anh, công chức địa chính xã Bãi Thơm, thành phố Phú Quốc, để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, và ông Nguyễn Văn Nhưỡng, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bãi Thơm, thành phố Phú Quốc, về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Vào năm 2013, lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao là công chức địa chính xây dựng xã Bãi Thơm, Trần Quốc Anh đã lập hồ sơ hợp thức hóa nhiều thửa đất chưa sử dụng thuộc quản lý của nhà nước thành đất do người thân khai khẩn, sau đó lập hồ sơ xét duyệt và chuyển cho ông Nguyễn Văn Nhưỡng ký xác nhận để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sau đó bán cho người khác và thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng. Một vụ cháy kho hàng chứa đồ gia dụng đã xảy ra vào sáng nay, được Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa cùng các lực lượng chữa cháy tại chỗ dập tắt sau gần 3 giờ triển khai đội hình chiến đấu. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa đã huy động cán bộ chiến sĩ, 3 xe chữa cháy cùng Công an thành phố Nha Trang, Công an huyện Diên Khánh, dân quân, người dân xã Diên An và Công ty Môi trường đô thị Diên Khánh triển khai đội hình phun nước khống chế đám cháy. Vụ cháy không gây thương vong về người, nhưng nhiều vật dụng bên trong kho hàng đã bị thiêu rụi, thiệt hại về tài sản đang được kiểm đếm. Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định chủ trì phối hợp với Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh vừa phá thành công chuyên án mua bán người từ Nam Định Việt Nam sang Myanmar nhằm cưỡng bức lao động để hưởng lợi bất chính. Vào chiều ngày 30 tháng 5, lực lượng chức năng đã ra lệnh bắt giữ đối với Nguyễn Thị Hằng, sinh năm 1980, trú tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa về hành vi mua bán người. Hằng khai nhận đã cấu kết với một số đối tượng ở Thanh Hóa và Nam Định, dùng thủ đoạn việc nhẹ lương cao để lừa 7 nạn nhân, trong đó có 2 nạn nhân ở Nam Định, 4 nạn nhân ở Thanh Hóa và 1 nạn nhân ở Hòa Bình, từ Việt Nam qua Thái Lan rồi xuất cảnh trái phép sang Myanmar nhằm cưỡng bức lao động để hưởng lợi bất chính. Hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi mua bán người và bàn giao vật chứng, hồ sơ, đối tượng cho Công an tỉnh Nam Định tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Quan Cảnh sát điều tra Công an quận 3 thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Sơn, sinh năm 1985, ngụ tại quận 5, Nguyễn Văn Kiệt, sinh năm 1990 và Nguyễn Thành Mỹ, sinh năm 1999, cùng ngụ tại tỉnh Kiên Giang về tội cưỡng đoạt tài sản. Theo điều tra, rạng sáng ngày 17 tháng 5, người phụ nữ 40 tuổi ngụ quận 3 phát hiện một nhóm đối tượng đang tạc sơn một bảng hiệu công ty, cửa kính và toàn bộ phía trước căn nhà. Trình báo với công an, người này nghi vấn nguyên nhân bị tạc sơn có liên quan đến chồng cũ của bà là ông Hiếu. Ông Hiếu có vay tiền của nhiều người, trong đó có nợ đối tượng Nguyễn Thanh Sơn 200 triệu đồng. Sơn nhiều lần tìm đến nhà bà để đòi nợ nhưng không được. Vào cuộc điều tra, công an quận 3 truy xét bắt giữ nhóm bị can đang lẫn trốn tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Sơn khai cho ông Hiếu vay 140 triệu đồng, lãi suất 8% một tháng. Ông Hiếu đóng lại cho Sơn được hơn một năm, đến tháng 7 năm 2023 thì không còn khả năng chi trả. Do đó Sơn ép ông Hiếu viết giấy vay nợ với số tiền 200 triệu đồng. Sau nhiều lần đe dọa, đòi nợ Hiếu bất thành, Sơn nhờ Mỹ và Kiệt tạt sơn vào nhà bà để gây áp lực, buộc đối phương trả nợ. Sau khi xong việc, Sơn trả công cho Mỹ và Kiệt 1 triệu đồng mỗi người. Công an huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre đã tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Nhật, sinh năm 1994, ngụ tại xã Thành Ngãi, huyện Mỏ Cày Bắc, và Trần Minh Quân, sinh năm 1993, ngụ tại xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, để điều tra về hành vi trộm cắp, cướp tài sản. Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận tối 26 tháng 5, Nhật điều khiển xe mô tô chở Quân đến địa bàn thị trấn Tiên Thủy, huyện Châu Thành với ý đồ trộm tài sản. Khi đến trước nhà một hộ dân ở ấp Tiên Đông Thượng, thấy nhà mở cửa, chủ nhà đang ngủ, Quân đứng ngoài cảnh giới để Nhật lén vào lấy trộm số tiền trên 50 triệu đồng cùng nhiều nữ trang khác. Khi Nhật đang lấy trộm xe mô tô thì bị chủ nhà phát hiện truy hô, Nhật liền xông đến đánh bị hại, giật một lắc vàng rồi cả hai tẩu thoát. Nhận được tin báo, đội cảnh sát hình sự công an huyện Châu Thành và công an thị trấn Tiên Thủy khẩn trương truy bắt thủ phạm. Kết quả đã bắt được Nguyễn Minh Nhật vào rạng sáng 27 tháng 5, riêng Trần Minh Quân đã đến công an đầu thú vào sáng 28 tháng 5. Hiện công an huyện Châu Thành đang điều tra làm rõ.